Chúa đưa con về. Xin dâng lời ca ngợi. Chúa cho con trời mới, đất mới, đường đời con đổi mới. Con đi ca ngợi, lòng thương xót cho. Chúa cho con trời mới.
cút này. Chỉnh sau. Bắt được chưa? Không lấy được chưa? Tần số bao nhiêu? Tần số của này là bao nhiêu đấy? Tần số của này là bao nhiêu? Phần này trên thang kính người Đức Tổng, quý cha cùng với công đoàn an tạng. Trang kính Đức Tổng giám mục Hà Nội, kính thưa cha tổng đại diện, kính thưa cha giám đốc đại chủ viện Thánh Du Xe Hà Nội, kính thưa quý cha giáo, kính thưa quý cha trong giáo hạt Phú Xuyên, kính thưa quý thầy, quý sơ, quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với giáo xứ Hoàng Nguyên chúng con nói riêng, và cũng là một ngày rất vui mừng bởi vì ngày hôm nay sẽ khởi đầu một giai đoạn mới cho sự hiện diện của đại chủ viện Hà Nội tại mảnh đất Hoàng Nguyên này.
Và đây là điều mà rất nhiều người ở Hoàng Nguyên đã mong ước từ rất lâu. Vì thế mà với tâm tình yêu mến, mừng vui, chúng con trân trọng chào đón Đức Tổng Giám mục Vua Cha Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội. Chúng con trân trọng chào đón cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng. Chúng con trân trọng chào đón quý cha đang hiện diện ở trong chính khu vực sẽ làm phép để xây dựng đại chủ viện hôm nay bằng một tràng hoa tay thật nồng nhiệt. Chúng con chào đón quý thầy đại chúng sinh thuộc hạt Phú Xuyên, quý sơ, quý phụ tương bà. Và khách riêng hôm nay có sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Tuấn cùng với các thành viên của Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội. Xin mời ông Nguyễn Đức Tuấn có nắng hoa để chúc mừng Đức Tổng Giám mục trong sự kiện này. Sao nó không có ý nhỉ? Chúc mừng và xin chúc mừng. Chúc mừng một ngày thật vui, chúc mừng ngày lễ tuyệt vời, Chúa ban tràn đầy hồng phúc. Chúc mừng và xin chúc mừng. Kính thưa Tổng Giám mục, kính thưa cha tổng đại diện, kính thưa quý cha, kính thưa quý tu sĩ, quý thầy chúng sinh, kính thưa quý cụ quý ông bà và anh chị em. Khi nói đến Hoàng Nguyên là nói đến tiểu chủng viện Hoàng Nguyên, cho nên ngay từ khi về nhận nhiệm sở ở Hoàng Nguyên này, con đã cố gắng để tìm hiểu những thông tin về nơi này, đặc biệt là những thông tin về chủng viện Hoàng Nguyên. Tuy nhiên thì những gì mà con biết được thì là những bức hình đen trắng và cha tiền nhiệm của con, cha Giuse Đào Bá Thiết đã treo ở cái hành lang nhà chính cũ. Và khi mà con hỏi về tiểu chủng viện Hoàng Nguyên thì trong ký ức của những người lớn tuổi thì biết rằng nơi đây trước đây có 7 tràng, có nhà cha bề trên, có nhà khảo kinh, rồi có nhà cơm các thầy. Còn hình thành từ bao giờ và diễn tiến như thế nào thì nhiều người không có nhớ. Và khi mà đang cố gắng để tìm những cái tài liệu như vậy thì tối hôm qua con đã rất là vui mừng khi mà con đọc một cái bài viết dài 10 trang A4 đề ngày 28 tháng 7 năm 1930, được viết do cha Villepone về trên của tiểu chủng viện Hoàng Nguyên ngày xưa. Tài liệu này con nhận được từ sơ Lucia Hồng Vân, nguyên phụ trách nhà khuyết tật Hoàng Nguyên. Sơ Lucia Hồng Vân lại nhận được từ một người bạn ở bên Pháp, đọc được ở một cái bài báo mà nhà MED đăng ở trên đó. Và con đã nhờ cha Giuse Vũ Đức An, sau đó là chủng viện Thánh Giuse Hà Nội chuyển dịch, và ngài gửi cho con vào chiều ngày vọng lễ Giáng sinh, tức là ngày 24 tháng 12 vừa rồi. Bài viết với tựa đề Suối Vàng Hoàng Nguyên, tiểu chủng viện Thánh Phêrô Hoàng Nguyên, Hội Thừa Sai Hà Nội Bắc Kỳ. Bài viết được chia thành 3 phần, con xin tóm tắt một vài điểm. Phần thứ nhất, từ khởi đầu đến kết thúc chính thức các cuộc bách hại. Theo cha Linh, chính xứ Bái Vàng hay còn gọi là Bái Xuyên thì trụ sở đầu tiên của tiểu chủng viện được thiết lập tại làng Đông Tu. Đây là một cái địa danh cổ nằm ở khu vực Bái Xuyên mà bây giờ thì nhiều người không biết địa danh này nằm ở đâu. Nhưng việc thiết lập tiểu chủng viện bấp bênh với một số không nhiều học sinh bị phân tán giữa các Kitô hữu nơi này, cho nên
ảnh hưởng đến việc học, và vì thế Hoàng Nguyên là nơi được chọn lựa. Tên gọi đầu tiên của tiểu trùng viện Hoàng Nguyên là Sứ Vàng. Một cách gọi khác của Hoàng Nguyên được Đức Cha Thầy Tô Lưu đặt vào năm 1845. Người phụ trách đầu tiên là cha Cát Xê, và sau này là cha Theophan Venaven. Lý do mà Đức Cha Thầy Tô Lưu chọn Hoàng Nguyên thì nơi đây là đầm chiêm trũng với nhiều dòng nước chạy ngang qua, và các ngài dễ về thoát đi khi bị bách hại. Nơi đây thời đó cũng khá hưng thịnh và đông các sĩ tư hữu. Ban đầu chủng viện chỉ có 2 lớp. Đến năm 1856, số lượng học sinh lên tới 4 lớp. Ngày 11 tháng 6 năm 1858, quan quân phong tỏa tiểu chủng viện. Nhiều người bị bắt, bị gông cùm xiềng xích, nhưng không ai chuẩn thức. Các học sinh còn hát xin cầu các thánh và lặp lại 3 lần lời cầu khẩn: Chúng con xin cầu cho Đức Vua và các quan, lời Chúa xin giải thoát họ khỏi sự dữ. Tuy nhiên, tiểu chủng viện vẫn bị đốt thành tro bụi. Phần 2, từ hòa bình, tôn giáo đến các vụ thảm sát từ năm 1884 đến năm 1886. Sau khi bị tàn phá và thiêu rụi năm 1858, tiểu chủng viện không còn. Mãi cho tới năm 1863, Đức cha Ferenc tổ chức lại việc học ở Tràm Hạ. Nhưng vì Tràm Hạ quá chật nên các lớp học phải được chuyển về Hoàng Nguyên. Công việc tái thiết được bắt đầu với việc mua thêm đất và xây dựng 6 phòng học bằng tranh tre nứa lá. Năm 1865, việc tái thiết hoàn thành, các lớp học bắt đầu trở lại với sự điều hành của cha Sages. Ngày 26 tháng 1 năm 1868 đã diễn ra một sự kiện mà như tác giả nói, sự kiện chấn động và huy hoàng ở chính tiểu chủng viện Hoàng Nguyên này. Đức cha Polinier được thánh hiến. Sự kiện này đã quy tụ 3 đức giám mục, 18 thừa sai, 28 linh mục bản xứ, 500 giáo lý viên hoặc chủng sinh và hàng ngàn Kitô hữu. Sau một thời gian bị hỗn loạn liên quan đến giặc cờ đen, tiểu chủng viện lại được tiếp tục. Các học sinh được học tu từ, văn học, ngữ pháp, Latin, lịch sử, địa lý, toán học và nhiều môn học khác. Tháng 10 năm 1881, một cơn bão khủng khiếp đã tràn qua chủng viện, đến nỗi những ngôi nhà đổ xuống như những lá bài. Công việc tái thiết lại được bắt đầu. Nhà nguyện là công trình đầu tiên được tái thiết, rồi đến nhà bề trên, nhà lớp học, phòng ăn, ký túc xá. Số học sinh lớp này tăng lên khoảng 120. Giai đoạn thứ 3, từ năm 1886 đến năm 1930. Đang khi số lượng học sinh tăng lên hàng năm thì xuất hiện một căn bệnh hiếm thấy được gọi là beriberi. Các thầy thuốc bất lực, nhiều người nhiễm bệnh đã chết. Trước sự bất lực của khoa học và thầy thuốc, cha Contreras đã sấn với thánh Giuse và cả cộng đoàn long trọng cam kết xây một nhà nguyện kính thánh nhân, cam kết cầu nguyện mỗi tuần 2 lần vào Chủ nhật và thứ tư. Và thật kỳ diệu, bệnh beriberi đã biến mất vào năm 1890. Năm 1904, một sư huynh đã vô tình phóng hỏa khu nhà quản lý, nhà bếp, phòng ăn, phòng khách. Vì tất cả đều được làm bằng gỗ và rơm nên cháy như que riêng vậy. Việc tái thiết những công trình bị cháy được xây dựng lại theo phong cách mới, tường bằng đất nung, cột gỗ và mái ngói. Số lượng học sinh lớp này lên tới 200 người. Sau năm 1930, thì những gì con biết chỉ là ký ức của một số người lớn tuổi ở nơi đây. Và một số người cho rằng vào khoảng năm 1943, khoảng năm 1953 gì đó, chủng viện Hoàng Nguyên bị đóng cửa. Tới năm 1971, thì nhà nước đã trưng dụng làm thành trường trung học phổ thông Phú Xuyên B và trường trung học cơ sở. Đến năm 1998, trường trung học phổ thông Phú Xuyên B và trường trung học cơ sở chuyển đến địa điểm mới.
ngày 23 tháng 10 năm 2006, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây giao lại 14.087 m² cho Tòa Giám mục Hà Nội. Người đại diện cho Tòa Tổng Giám mục Hà Nội nhận là cha Giuse Vũ Ngọc Duẫn, chính sứ Bái Xuyên, kiêm nhiệm Hoàng Nguyên. Ngày 27 tháng 9 năm 2021, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã ký quyết định hợp nhất các cơ sở đào tạo và xây dựng cơ sở vật chất tại Hoàng Nguyên. Ngày 29 tháng 8 năm 2022, bản về quy hoạch và bản vẽ thiết kế phân khoa triết học và tu đức. Công trình này có hình thức như trên bức phông mà chúng ta thấy đây. Diện tích xây dựng là 1.872 m², số tầng là 4 tầng cộng 1 cung. Tổng diện tích sàn là 7.249,68 m², chiều cao là 18,9. Công trình này cùng với khu nhà phụ trợ là 360 m². Công trình này đáp ứng chỗ ở và sinh hoạt cho 14 cha giáo, 150 chủng sinh và những người phục vụ. Đó là một vài điều về tiểu sử ngày xưa cũng như về tương lai của chủ viện ngày nay. Còn xin được trình bày với Đức Tổng, với cộng đoàn. Con xin chân thành cảm ơn. Và giờ đây con xin Đức Tổng chủ sự nghi thức làm phép khu vực để xây dựng. Kính thưa cha giám đốc và cha phó giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, kính thưa cha quản hạt Phú Xuyên, kính thưa cha xứ Hoàng Nguyên, kính thưa quý cha đại diện cho Đại chủng viện và các cha trong giáo hạt, chúng ta vừa nghe lược sử về sự hình thành và phát triển của tiểu chủng viện Hoàng Nguyên, nơi đây gắn bó với ba đời các giám mục người Pháp. Thứ nhất là Đức cha Rơ To Liêu, thứ hai là Đức cha Virginie Phước, thứ ba là Đức cha Jean Pro Đông. Ba đức giám mục này đã gắn bó với miền đất truyền giáo thân thương Phú Xuyên, đồng thời là các vị chủ chăn đã quan tâm lo lắng đến việc đào tạo và đã chọn mảnh đất Hoàng Nguyên này là đất lành. Trong truyền thống chúng ta cũng tự hào vì nơi đây cũng là nơi để lại dấu ấn mục vụ của cha thánh Theophane Vena, vẫn gọi là Cố Ven, là một trong 117 thánh tử tại Việt Nam. Nơi đây cũng in đậm dấu ấn sự hiện diện của tiểu chủng viện, của bầu không khí thánh thiêng của tiểu chủng viện thánh tổng giáo phận Hà Nội. Nơi đây cũng là nơi mà được biết đến với lòng đạo đức sốt sắng truyền thống của quý ông bà và anh chị em của khu vực này. Và chúng ta thấy các giáo xứ hiện nay là giáo xứ Hoàng Nguyên, giáo xứ Bái Xuyên, giáo xứ Bái Đô, giáo xứ Cổ Liêu và các giáo xứ trong giáo hạt Phú Xuyên. Một nơi đầy kỷ niệm
một truyền thống đáng tự hào, một mảnh đất vô cùng linh thiêng. Hôm nay chúng ta trả lại cho Hoàng Nguyên cái vinh quang và tự hào đã có cách đây một thế kỷ. Vì thế như cha xứ Hoàng Nguyên vừa nói, ngày hôm nay là ngày đặc biệt, ngày ghi dấu ấn lịch sử trong Tổng giáo phận Hà Nội và đối với giáo xứ của chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng nghe cha thư ký đọc văn bản quyết định bổ nhiệm ban kiến thiết của công trình Đại chủng viện khoa khối triết học và lớp tu đức tại giáo xứ Hoàng Nguyên. Tổng giáo phận Hà Nội. Hà Nội ngày 16 tháng 11 năm 2022 quyết định thành lập và bổ nhiệm thành viên ban kiến thiết. Căn cứ quyết định số 2709 QĐ-TGNHN về việc hợp nhất các cơ sở đào tạo và xây dựng cơ sở vật chất tại giáo xứ Hoàng Nguyên. Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 29 tháng 8 năm 2022 bàn về quy hoạch và bản vẽ thiết kế phân khoa thiết học và tu đức. Sau khi bàn hỏi với ban tư vấn và các vị hữu trách tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội trong cuộc họp ngày 10 tháng 11 năm 2022, nay tôi quyết định thành lập và bổ nhiệm thành viên ban kiến thiết Đại chủng viện phân khoa thiết học và lớp tu đức tại Hoàng Nguyên. Ban kiến thiết gồm các thành viên sau: Cha Phaolô Phạm Văn Mạnh, trưởng ban, đại diện pháp lý và chịu trách nhiệm về vật tư; cha Giuse Nguyễn Văn Tuấn, tổ chức và giám sát thi công hiện trường; cha Thomas Nguyễn Xuân Thủy, đặc trách tài chính; cha Bruno Phạm Bá Quế, giám sát thiết kế và chất lượng xây dựng. Ban kiến thiết có nhiệm vụ xây cất, xin cấp phép xây dựng, tổ chức thi công và bàn giao khi công trình kết thúc. Việc lắp đặt các thiết bị nội thất do cha giám đốc Đại chủng viện đặc trách với sự cộng tác của ban kiến thiết nhằm đảm bảo được công năng phù hợp với chuyên môn đào tạo. Phương án nội thất của Đại chủng viện đề nghị phải được Tòa Tổng giám mục xem xét và phê chuẩn. Ban kiến thiết phải họp định kỳ mỗi tháng ít là một lần do cha trưởng ban triệu tập. Các quyết định về đầu tư, về phương án tổ chức thi công, về chọn nhà thầu, về vật tư phải được bàn thảo và quyết định bởi ban kiến thiết. Cha Giuse Nguyễn Văn Tuấn có quyền thành lập ban quản lý dự án và phải được ban kiến thiết thông qua. Ban quản lý dự án có quyền triển khai thi công, giám sát thi công và giám sát chất lượng. Cha Toama Aquino Nguyễn Xuân Thủy trực tiếp trình bày trên về phương án tài chính cũng như chi trả các đơn vị có liên quan khi có đề nghị thanh toán. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Giuse Vũ Văn Thiên ấn ký. Kính thưa cộng đoàn, với dự tính tái thiết Đại chủng viện tại Hoàng Nguyên, đây là một chương sử mới của Tổng giáo phận chúng ta. Và đây cũng là thao thức trở về với cội nguồn. Nơi đây là mảnh đất linh thiêng, các đấng bề trên đã chọn lựa để làm nơi đào tạo. Bởi vì nơi đây thiên nhiên và con người đều phù hợp với công trình đào tạo các linh mục tương lai của Tổng giáo phận. Chúng ta tạ ơn Chúa vì dự tính này kể từ khi được khởi động đã có sự đồng tâm nhất trí cao của Hội đồng Linh mục Tổng giáo phận Hà Nội, của quý cha trong ban tư vấn và quý cha được mời gọi tham gia là thành viên của ban kiến thiết. Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền thành phố Hà Nội, đặc biệt là ban tôn giáo thành phố Hà Nội mà ông phó trưởng ban hiện diện hôm nay và vừa tặng hoa chúng ta. Tôi cũng xin cảm ơn chính quyền huyện Phú Xuyên đã nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn các thủ tục và cấp giấy phép xây dựng. Đặc biệt tôi cảm ơn cha xứ Hoàng Nguyên được đặt làm trưởng ban kiến thiết với niềm hy vọng công trình này sẽ xây hoàn thiện nhanh chóng, giống như hai công trình cha xứ vừa mới xây xong trong vòng vài tháng, xong luôn một lúc hai công trình. Trong các bà hoa hô chúng ta. Hôm nay cũng có sự hiện diện của quý thầy Đại chủng viện. Sự hiện diện này rất có ý nghĩa
Bởi vì ngôi nhà này xây là dành cho quý thầy tương lai sẽ ở ngôi nhà này. Chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn cầu nguyện. Và giờ đây thì xin cộng đoàn cùng hợp ý với chúng tôi để xin Chúa làm phép mảnh phần đất mà chúng ta sắp xây nhà của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Anh chị em thân mến, công việc chúng ta khởi sự hôm nay phải thúc đẩy niềm tin và cho thấy lòng biết ơn của chúng ta. Chúng ta biết như thế qua lời thánh dịch, ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Mỗi khi chúng ta lo lắng và phục vụ anh em hay cộng đoàn bằng công sức của mình, thì một cách nào đó chúng ta là những cộng tác viên của Thiên Chúa. Vậy thưa anh chị em, qua việc cử hành này, chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa trợ giúp cho công việc xây dựng được kết thúc tốt đẹp. Xin người che chở và gìn giữ công nhân khỏi mọi sự dữ. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên. Theo ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi đặt nền móng như một kiến trúc sư lành nghề, còn người khác thì xây trên nền móng đó. Nhưng ai đấy phải coi chừng về cách mình xây cất, vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Mời cộng đoàn ngồi. Thưa anh chị em thân mến, Thánh Phaolô đã dùng ngôn từ của lãnh vực xây dựng để nói với chúng ta về đời sống đức tin. Ngài nói về sự kết hợp hài hòa giữa những yếu tố của một công trình, và ngôi nhà nào thì cũng phải xây dựng trên một nền móng vững chắc. Khi nói những điều này, Thánh Phaolô muốn nói với chúng ta về đời sống đức tin của người Kitô hữu, bởi vì mỗi một người, mỗi cá nhân là một ngôi đền thờ thiên nhiên, và ngôi đền thờ ấy phải xây dựng trên nền tảng vững chắc là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta sống ở đời không chọn một con người, một vĩ nhân, một nhân vật quan trọng nào làm lý tưởng cho cuộc đời, mặc dù là có nhiều người, có những khám phá, phát minh hay là có những di sản tuyệt vời cho hậu thế. Nhưng đối với chúng ta, nền tảng chính là Đức Giêsu Kitô, bởi vì đức tin Kitô hữu được xây dựng trên nền tảng ấy, và mỗi người chúng ta đang phấn đấu cố gắng mỗi ngày để nên giống Chúa Giêsu. Vì thế khi nói đến một công trình vật chất, chúng ta cũng phải lưu ý đến công trình thiêng liêng là ngôi đền thờ, là tâm hồn của mỗi cá nhân chúng ta. Và khi mỗi tâm hồn chúng ta được vững chắc, ăn rễ trong Đức Kitô, thì những công trình vật chất chúng ta sẽ thực hiện một cách dễ dàng. Hôm nay ngày khởi công trình xây dựng Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, khối triết học và lớp tu đức tại giáo xứ Hoàng Nguyên, chúng ta vừa lưu ý đến việc củng cố đền thờ thiêng liêng, vừa cầu xin Chúa cho công trình mà chúng ta sắp thực hiện được diễn ra trong an toàn, đạt được mọi điều thuận lợi, và xin cho có nhiều người cùng cộng tác với chúng ta để nối kết làm nên tình liên đới, và như thế công trình này sẽ sớm hoàn thành như chúng ta ước muốn. Chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện xin Chúa làm phép đất này. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa Cha toàn năng làm cho công trình chúng ta khởi sự hôm nay góp phần vào việc xây dựng nước Chúa và liên kết chúng ta với Đức Kitô là viên đá góc trong đức tin và đức ái. Lạy này cha được chúc tụng đến muôn đời. Cha đã ban cho chúng con khôn ngoan và sức mạnh để chúng con trở nên những cộng sự viên của Cha. Lạy cha được chúc tụng đến muôn đời. Nhờ Đức Giêsu Kitô, con Cha, Chúa chúng con, Cha đã muốn xây dựng hội thánh Cha trên đá tảng vững chắc. Lạy cha được chúc tụng đến muôn
Nhờ thần ký của cha con cha, cha xây dựng chúng con thành ngôi nhà thiêng liêng, và đói thương biến thành nơi trú ngụ. Cha cho chúng con hy vọng bước chân là công việc, khởi sự hôm nay được cha chúc lành, cũng kết thúc tốt đẹp nhờ được cha che chở. Cha gọi giữa chúng con thành những viên đá sống động, để làm cho chúng con được xứng đáng được xây tại Jerusalem trên trời. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha giàu lòng thương xót, Cha đã tác tạo mọi sự nhờ con Cha và đã đặt Ngài làm nền tảng vững chắc của nước Cha. Chúng con Ngài xin Cha cho những gì chúng con đang khởi sự để làm vinh danh Cha và mưu ích cho chúng con ngày càng tiến triển và kết thúc tốt đẹp đúng thời đúng lúc nhờ sự khôn ngoan vĩnh cửu của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho anh chị em và thương chấp nhận những ước nguyện trong lòng anh chị em. Mọi điều anh chị em làm, Thiên Chúa ban cho anh chị em biết làm nhân danh người. Thiên Chúa ghé mặt nhân từ nhìn đến những lao nhọc của anh chị em và gìn giữ đời sống anh chị em khỏi mọi sự dữ. Giờ đây chúng ta cùng tiến vào nhà thờ để dâng thánh lễ cầu nguyện tạ ơn. Thank you.
diện chính quyền, ban tôn giáo thành phố Hà Nội, chính quyền đại diện huyện Phú Xuyên, xã Chi Thủy và thôn Hoàng Nguyên. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa mừng lễ Giáng sinh con Thiên Chúa xuống thế làm người. Niềm vui Giáng sinh lan tỏa khắp cùng thế giới. Niềm vui Giáng sinh thắp lên nơi chúng ta ngọn lửa yêu thương, mến Chúa yêu người. Niềm vui Giáng sinh giúp cho chúng ta cảm nhận vẻ đẹp của cuộc đời và khắc sâu tình Chúa, tình người. Tôi xin kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các vị quý khách, quý ông bà và anh chị em một mùa Giáng sinh an bình, thánh đức, tràn đầy hồng ân của Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Xin kính chúc tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta thấy các linh mục đồng tế mặc lễ áo màu đỏ. Màu đỏ là màu của máu. Mới hôm qua lễ Giáng sinh tưng bừng hân hoan phấn khởi. Hôm nay, ngày liền sau đó, chúng ta kính nhớ Thánh Stefano Tử Đạo. Thánh Stefano là vị tử đạo đầu tiên làm chứng cho Chúa. Khi cử hành lễ Thánh Stefano liền sau lễ Giáng sinh, giáo hội muốn nói với chúng ta, những ai muốn đón nhận Đức Giêsu vào lòng mình phải chấp nhận những hy sinh phiền lụy. Bởi lẽ Đức Giêsu đã cứu nhân độ thế bằng thập giá và bằng cuộc hy sinh của người. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta được vững vàng trong đức tin, đức cậy và đức mến, noi gương các thánh tử đạo. Trong thánh lễ này, chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa ban cho công trình xây dựng Đại chủng viện Thánh Giuse tại Hoàng Nguyên đạt được những kết quả tốt đẹp như chúng ta mong muốn, để gìn giữ di sản thiêng liêng của Tổng giáo phận Hà Nội, đồng thời cũng hướng về tương lai trong chương trình đào tạo nhân sự. Giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện và khiêm tốn xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi và mọi yếu đuối của thân phận con người. Xin Chúa rủ lòng thương xót và thanh tẩy thứ tha. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình
nguyện. Lạy Chúa Thánh Tê Phano, vì từ đạo đầu tiên đã biết cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình, như Chúa Kitô dạy, hôm nay mừng thánh nhân được rước về trời, chúng con nài xin Chúa ban ơn để chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà yêu thương ngay cả địch thù. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antioco cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo, là thức ăn luật Mô-sê cấm, thay mặt cho anh em mình. Một người lên tiếng nói: vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết, chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi. Khi sắp chút hơi thở cuối cùng, anh nói: vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại. Nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng thụ sự sống đời đời. Sau người này, đến lượt người thứ ba bị tra tấn. Vừa được yêu cầu, anh liền thè lưỡi, can đảm đưa tay ra và khẳng khái nói: tôi có được lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời, tôi sẽ lấy lại được. Nhà vua và quần thần phải sừng sốt vì lòng can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ. Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ tư như vậy. Khi sắp tắt thở, anh nói như sau: thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, con xin phó thác mạng sống trong tay Ngài Chúa ơi. Lạy Chúa, con xin phó thác mạng sống trong tay Ngài Chúa ơi. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con hổ ngươi. Vì đức công minh Ngài, Ngài ơi cứu chưa con thơ, thương người tôi tớ. Lạy Chúa, con xin phó thác mạng sống trong tay Ngài Chúa ơi. Lạy Chúa, xin giải thoát con Ngài ơi, trở thành núi đá vững chắc, che chở con đêm ngày, vì uy danh Ngài cao vời, dẫn dìu đời con. Lạy Chúa, thánh nhân dịu hiền,
dù tình mà thương cứu sống, vì đức khoan dung ngài đời con sẽ thêm can trường mở rộng tình thương. Lạy Chúa, con xin phó ta mạng sống trong tay ngài Chúa ơi. Lạy Chúa, con xin phó ta mạng sống trong tay ngài Chúa ơi. Bài trích sách công vụ tông đồ. Thời đó, ông Tê-pha-lô được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điều thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Có những người thuộc hội đường, gọi là hội đường của nhóm lô lệ được giải phóng, gốc Kyrele và Anastasia, cùng với một số người gốc Kilikia và Asia, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-lô, nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan và thần khí đã ban cho ông. Khi nghe những lời ông nói, họ giận điên lên và nghiến răng căm thù ông Tê-pha-lô. Được đầy ơn thánh thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và Đức Giê-xu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói, kìa, tôi thấy trời mới mở ra, và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhắc tề rông vào ông, rồi lôi ra ngoài thành mà lém đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô. Họ lém ông Tê-pha-lô. Đang lúc ông cầu xin rằng, lạy Chúa Giê-xu, xin nhận lấy hồn con. Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng, lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội lầy. Nếu nói thế rồi, ông an nghỉ. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng với các tông đồ rằng: các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điều đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con phải biết nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói,
nhưng là Thánh Thần của cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn tiếp tục đứng. Kính thưa cộng đoàn, từ vài năm trở lại đây, mỗi khi chuẩn bị lễ Giáng sinh thì chúng ta thấy người ta trang trí Giáng sinh ở những trung tâm mua sắm, ở những khách sạn, ở những đô thị, ở một số những công ty xí nghiệp. Chúng ta vui mừng bởi vì niềm vui Giáng sinh được nhiều người biết đến. Và ít nhiều thì qua việc trang trí ấy, những khách sạn, những trung tâm mua sắm phần nào cũng cho thấy diễn tả niềm vui của ngày Giáng sinh, tức là biến cố Chúa xuống thế làm người. Tuy vậy, nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy một điểm này. Đó là tất cả những trang trí ở khách sạn, ở trung tâm mua sắm mặc dù rất là sang trọng, nhưng mà không nơi nào thấy có tượng Chúa hài đồng hay là ảnh Chúa hài đồng. Không nơi nào mà người ta trưng bày tượng Chúa hài đồng hoặc là hình ảnh của Chúa hài đồng. Như thế, nơi những khách sạn, nơi những trung tâm mua sắm là những lễ Giáng sinh không có Chúa. Đây là một điểm khác biệt giữa trang trí theo kiểu lễ hội và giữa việc trang trí của các ngôi thánh đường. Người tín hữu Công giáo mỗi khi mừng lễ Giáng sinh được mời gọi đón Chúa vào lòng mình. Lễ Giáng sinh không phải là một ngày hội. Các vị cán bộ bây giờ đến chúc mừng Giáng sinh tòa tổng giám mục hay là chúc mừng Giáng sinh các xứ thì thường nói một công thức này: ngày nay lễ Giáng sinh không phải chỉ là lễ của bà con Công giáo nhưng còn là lễ của mọi người. Câu nói ấy không hoàn toàn đúng. Bởi vì thế nào là mừng lễ Giáng sinh? Ở đó có chữ lễ, tức là nói đến lễ nghi, nói đến phụng vụ, nói đến tâm tình và nói đến đức tin. Nếu chỉ trang trí lòe loẹt, mặc dù tốn kém tiền bạc, mà tâm hồn mỗi người không đón Chúa vào lòng, chưa phải là mừng lễ Giáng sinh, mà đó chỉ là ngày hội Giáng sinh mà thôi. Lễ Giáng sinh của chúng ta không phải là một ngày hội, xin được nhắc đi nhắc lại điều ấy. Vì thế mỗi năm lễ Giáng sinh được cử hành long trọng, người tín hữu được nhắc bảo Chúa đang đến trong tâm hồn mình. Trong sách Khải Huyền, Chúa đã phán: này đây, ta đứng ở cửa, ta gõ cửa. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho ta sẽ vào dùng bữa với người ấy. Hình ảnh dùng bữa là một hình ảnh gặp gỡ thân thương, tình cảm, gắn bó. Vì khi người ta yêu mến nhau thì người ta dùng bữa với nhau. Và trong văn minh của một số quốc gia, nhất là châu Âu, châu Mỹ, bữa tối là bữa chính. Cho nên Chúa Giêsu cũng lập bí tích thánh thể trong bữa ăn tối, là bữa chính của một ngày. Vì thế Thiên Chúa luôn luôn đến với chúng ta và Đức Giêsu luôn luôn gõ cửa tâm hồn trái tim chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người tín hữu mừng lễ Giáng sinh phải đón Chúa vào tâm hồn, đón Chúa vào gia đình.
Những gia đình không có Chúa cho nên giãn nứt hạnh phúc, tình yêu không còn và bạo lực, cãi cọ, chia rẽ và tan vỡ. Nếu không có Chúa, bởi vì ở đâu có Chúa thì ở đó có tình yêu, ở đâu có tình yêu thì ở đấy có Đức Chúa Trời. Như thế, lễ Giáng sinh nhắc cho chúng ta một điều quan trọng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy đón Chúa vào tâm hồn. Tuy vậy, không phải chỉ đón Chúa trong ngày lễ Giáng sinh và ngày mùa Giáng sinh, nhưng đón Chúa mọi nơi, mọi lúc, mọi giờ phút trong ngày, để rồi tâm hồn chúng ta được bình an. Bởi vì ở đâu có Chúa hiện diện, ở đó có an bình. Đức Giêsu được xưng tụng là Hoàng tử bình an. Khi đến đâu, Ngài đem bình an của người đến đấy. Tuy vậy, đón Chúa vào tâm hồn, đón Chúa vào cuộc đời lại đòi hỏi chúng ta phải có những từ bỏ và hy sinh. Lễ Thánh Stefano Tử Đạo nhắc cho chúng ta điều ấy. Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ mà chúng ta vừa nghe thuật lại cuộc tử đạo của Thánh Stefano, tức là ông đã bị ném đá cho tới chết. Ông ném đá bởi vì ông đã có một cái bài giải trình về đức tin của người Công giáo, của người Kitô hữu trước mặt công nghị Do Thái. Ông nói về Đức Giêsu, ông nói về chương trình của Thiên Chúa, ông lược kể lại những giai đoạn của lịch sử dân tộc thánh, và ông cho thấy Thiên Chúa đã hành động trong tất cả mọi giai đoạn ấy, và bây giờ đến Đức Giêsu là một chương mới của lịch sử cứu độ. Đức Giêsu là đấng thiên sai, là đấng cứu thế, là đấng đã chết trên cây thập giá, và những ai tin vào người sẽ được cứu độ. Đức Giêsu là đấng các ngôn sứ ngàn xưa đã tiên báo, và bây giờ những lời ngôn sứ ấy đã được thực hiện. Những lời trình bày của ông Stefano đã làm cho công nghị tức giận, và ông đã bị ném đá cho tới chết bởi chính những người đồng bào của mình. Stefano là một người Do Thái, ông tin vào Đức Giêsu và ông đã bị ném đá chết bởi chính những người đồng bào của mình. Đó là một trong những hệ lụy của việc tin vào Chúa và làm chứng cho Chúa. Chính vì vậy chúng ta tôn vinh người. Thánh Stefano là một vị tử đạo. Lịch sử 2000 năm đã ghi lại biết bao nhiêu chứng nhân anh hùng là các thánh tử đạo. Và những vị tử đạo tuy chưa được phong thánh nhưng đã để lại cho chúng ta những tấm gương tuyệt vời về sự can đảm, kiên trung. Và như thế, phụng vụ hôm nay muốn nói với chúng ta, những ai muốn theo Đức Giêsu phải gánh chịu nhiều hệ lụy, đau thương, có khi bị người thân của mình từ bỏ. Lời Đức Giêsu đã nói trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe: các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền, sẽ bị những anh chị em, những người thân nghĩa trong gia đình ghét bỏ. Nhưng mà Chúa cũng nói với chúng ta, các con đừng lo lắng điều ấy, bởi vì nếu bị điệu ra nhà cầm quyền thì các con sẽ được soi sáng cho biết phải nói gì và phải làm gì. Điều ấy đã được chứng minh trong số các thánh tử đạo Việt Nam. Có những người nông dân chất phác, trình độ kiến thức rất là đơn sơ, nhưng mà khi đứng trước những vua chúa quan quyền thì các ngài lại trở thành những người lập luận rất mạnh mẽ, đơn sơ nhưng mà rất xác tín. Kính thưa cộng đoàn, như chúng ta vừa nghe trong trình thuật Thánh Stefano Tử Đạo, câu nói cuối cùng trước khi ông bị ném đá chết đó là: lạy Chúa, xin tha cho họ, xin chớ chấp tội họ. Điều này đã làm nên một nét riêng của Thánh Stefano. Điều này đã nói lên sự can đảm. Và nếu chúng ta để ý thì đó chính là lời Chúa Giêsu nói trên thánh giá. Trước khi tắt thở, Chúa Giêsu nói: lạy Chúa, xin Chúa, xin lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Điều ấy đã tạo nên một nét tuyệt vời khi chúng ta chiêm ngắm dung mạo
Thánh Stefano. Cho nên trong lời cầu nguyện đầu lễ của thánh lễ hôm nay, giáo hội cầu nguyện với Chúa như thế này chúng ta vừa nghe. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Stefano sức mạnh kỳ diệu để người tha thứ cho những người làm hại mình. Xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm bắt chước người để chúng con có thể tha thứ cho anh chị em mình. Lời cầu nguyện của giáo hội hôm nay là như thế. Tha thứ, chấp nhận tha thứ cũng chấp nhận đau thương. Chấp nhận tha thứ cũng bị người đời coi là hèn kém. Chấp nhận tha thứ có thể làm cho mình thiệt hại về tinh thần và vật chất và danh dự. Nhưng đó là một trong những điều kiện để theo Chúa Giêsu. Ngày hôm nay vì không có sự tha thứ cảm thông cho nên xảy ra bạo lực ở mọi lĩnh vực. Con người ta giết nhau dễ dàng lắm, thưa quý ông bà và anh chị em. Chỉ một câu nói, chỉ một ánh nhìn, chỉ một mét vuông đất thôi mà giết nhau không thương tiếc, huynh đệ tương tàn trong xã hội của chúng ta. Rất nhiều chuyện xảy ra hàng ngày là vì con người không biết tha thứ cho nhau. Chính vì thế một trong những điều kiện để theo Chúa Giêsu là phải như Đức Giêsu đã nói trên thập giá, như Thánh Stefano đã thều thào trước khi chút hơi thở: Lạy Chúa, xin chớ chấp họ về điều này. Chúa Giêsu đã nói: Xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đó là một nét nổi bật trong cuộc đời, cuộc tử đạo của Thánh Stefano mà chúng ta kính nhớ hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta khởi công xây dựng công trình Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Như tôi vừa thưa với cộng đoàn trong nghi thức khởi công, chúng ta hôm nay muốn trả lại cho Hoàng Nguyên một truyền thống tốt đẹp, một danh dự và một niềm tự hào. Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên đã được biết đến vào những thời cao điểm, hơn 200 tiểu chủng sinh nơi đây. Tiểu chủng sinh là các em từ 12 tuổi cho đến 18, 19 tuổi. Các em đến đây vừa để học giáo lý, vừa để học văn hóa. Và trong số những em ấy thì có những em được chọn nếu có ơn gọi để làm linh mục. Tiểu chủng viện là một hình thức trước Công đồng Vaticano thứ hai, và sau Công đồng thì không còn tiểu chủng viện nữa. Và bây giờ nhà ứng sinh của địa phận chúng ta cũng được gọi là tiền chủng viện, tức là trước khi vào chủng viện. Những người lương dân đương thời vào những thập niên 20-30 của thế kỷ trước, khi nhìn các em tiểu chủng sinh của Hoàng Nguyên, bởi vì các em đều mặc áo khẩu, áo dài đen đến đầu gối và mặc quần trắng giống nhau hết, cho nên người ta nhìn thấy đẹp như đàn cò đi ra đường làng, đi ra cánh đồng, đi ra phố chợ trong những ngày các em được đi chơi. Vì thế cho nên nơi đây đã có một truyền thống huy hoàng vẻ vang, là nơi các đấng bề trên của địa phận gửi gắm niềm tin, và chắc chắn các ngài cũng coi đây là mảnh đất lành để đào tạo nên những chủ nhân tương lai của giáo hội. Tôi nghĩ trong giáo phận Hà Nội của chúng ta chắc không còn cha nào là cựu tiểu chủng sinh của Hoàng Nguyên, vì các đấng cao niên đã qua đời cả. Nhưng mà lịch sử thì còn ghi lại những trang sử hào hùng ấy. Chúng ta lấy lại tên gọi cho Hoàng Nguyên và cầu xin Chúa để công trình này sớm được hoàn thành như chúng ta mong muốn. Tôi xin cảm ơn cha xứ đã quan tâm nhiệt tình đặc biệt khi được tòa giám mục đề nghị đứng lên để làm trung gian với chính quyền làm thủ tục hành chính và được đặt làm trưởng ban kiến thiết của công trình này. Đương nhiên đây không phải chỉ là công trình của cha xứ mà là công trình của tổng giáo phận. Có các cha trong ban kiến thiết như chúng ta vừa nghe cha thư ký đã đọc quyết định, và chúng tôi cũng mời gọi quý ông bà và anh chị em cùng cộng tác với chúng tôi để công trình này được thực hiện, trả lại cho giáo xứ của chúng ta truyền thống huy hoàng tuyệt vời. Xin Thánh Stefano tử đạo cầu nguyện cùng Chúa để những gì chúng ta đang thực hiện là những việc tốt đẹp vì tương lai của giáo phận, và nhất là xin cho chúng ta
đón nhận Chúa Giêsu vào tâm hồn trong mùa Giáng sinh này. Có những người mừng lễ Giáng sinh không có Chúa, và chúng ta tin chắc và hy vọng những người đang hiện diện nơi đây mừng lễ Giáng sinh được tràn đầy ơn Chúa, đón Chúa vào tâm hồn qua bí tích Thánh Thể, đón Chúa vào trái tim qua việc thành tâm lắng nghe lời Chúa trong tin mừng, đón Chúa vào cuộc đời qua việc đón nhận anh chị em. Và như thế, niềm vui của chúng ta sẽ được trọn vẹn. Amen. Anh chị em thân mến, trải qua bao thử thách, giáo hội vẫn luôn đứng vững kiên cường là nhờ các chứng nhân anh hùng tử đạo. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu nguyện. Thánh Tê-pha-lô vị tử đạo tiên khởi đã dám thí mạng sống mình để minh chứng cho đức tin. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho giáo hội có thêm nhiều nhân chứng anh dũng, sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin, bênh vực công lý và sự thật theo gương Thánh Tê-pha-lô Phó Tế. Chúng ta hãy cầu nguyện. Người ta lục anh em đừng lo phải nói gì. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người đang bị áp bức oan trái vì công lý, vì đức tin giữa xã hội đầy bất công lầy, được ơn cam trường trong thử thách gian lan. Chúng ta hãy cầu nguyện. Giáng sinh khởi nguồn sự sống mới cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những ai đang chán trường, thất vọng vì cuộc sống đầy dẫy thử thách, ốm đau bệnh tật, được ơn kiên vững vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúa chẳng xây nhà, thợ lề vất vả cũng là uổng công. Chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc lành và tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất cũng như tinh thần cho công việc xây dựng chủng viện của Tổng giáo phận sớm hoàn thành trong bình an và luôn làm sáng danh Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con có những chứng nhân đức tin để noi gương, và xin cũng nhận lời dân Chúa đang tha thiết cầu nguyện cho công trình xây dựng nhà Chúa được sớm hoàn thành trong yêu thương và liên kết với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
tiễn dâng lên cha. Con xin tiễn dâng lên cha. Tìm về với Ngài đầy bao yêu thương, xin Chúa luôn đưa đường, soi lối trong đêm trường, Chúa dẫn con trong tình thương. Con xin tiến dâng lên Cha, con xin tiến dâng lên Cha, lạy bánh yêu, chén rượu lòng. Đoàn con xin tiến dâng lên Cha, từng ngày vất vả từ trên nương cao. Cha tâm tư thành tín cho niềm tin đoàn con dâng xin tạ ơn. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ tội thay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nêu lên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng để mừng kính Thánh Tê-phan-ô tử đạo. Xưa Chúa đã ban cho người can đảm làm chứng cho đức tin, nay xin cũng ban cho chúng con một niềm tin bất khuất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, thì nhờ người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bề thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng... Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con làm truyền Chúa sự chết và nguyện dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha Tòa Hàn Năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an.
Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Để chết đi cho anh em con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã cho niềm vui Giáng sinh được tiếp nối trong lễ mừng Thánh Tê-phan-ô tử đạo. Xin cho bí tích Thánh thể biến đổi cuộc đời chúng con thành lời ca tụng không ngừng dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay sự kiện của địa phận, cho nên tôi nghĩ tôi phải có trách nhiệm nói lời cảm ơn vào cuối thánh lễ. Trước hết tôi xin cảm ơn sự hiện diện quý báu của cha tổng đại diện, cha giám đốc, phó giám đốc, cha tổng quản lý, quý cha trong giáo hạt Phú Xuyên, quý cha ban giám đốc và ban giảng huấn giáo sư của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Cảm ơn quý thầy, quý sơ, cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em. Ban đầu khi dự tính khởi công thì cũng có ý kiến đề nghị là chỉ khởi công đơn sơ thôi, tức là một vài bài phát biểu xong rồi đọc lời cầu nguyện giống như chúng ta làm trước lễ. Nhưng mà ý tôi lại muốn về đây dâng thánh lễ để cầu nguyện xin cho công trình này được mọi điều tốt đẹp, và cũng là dịp để gặp gỡ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, gặp gỡ quý ông bà để nói lên lời cảm ơn của chúng tôi. Cha Tổng Quản lý, khi tôi quyết định xây Đại chủng viện ở đây thì Ngài lo lắm. Ngài bảo tôi là Đức Tổng làm thế nào thì làm, chứ mới xây trung tâm mục vụ xong, cho nên tình hình tiền bạc là không có nhiều. Mà không có bà biết là chúng tôi mới xây cái nhà to lắm. Tôi cũng thấy lo, bởi vì là cha quản lý là người giữ tiền mà nói thế thì lo rồi, mình làm sao được. Thì tôi cầu nguyện, mà rất nhiều lần tôi cầu nguyện mà Chúa soi sáng cho tôi, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúa soi sáng cho tôi tuyệt vời. Nếu mà không có bà thấy hợp lý thì không có bà cho chàng pháo tay, rất là tuyệt vời. Đang nghe thấy gì đâu mà vỗ tay, phải từ từ chứ. Đã biết thế nào đâu vỗ tay. Nhưng mà đấy cũng là tuyệt vời. Chúa soi sáng cho tôi nghĩ là người ta nói là một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Con có bà thấy không? Mà ở đây không phải ba cây mà bốn cây. Cho nên tôi nghĩ thế này nha. Nhà bốn tầng, Hoàng Nguyên tầng 1, Bái Xuyên tầng 2, Bái Đô tầng 3, Cổ Liêu tầng 4. Tôi nghĩ thế từ hôm qua đến nay, mà ngày lễ Giáng sinh tôi cầu nguyện rất là nhiều, cũng lo lắng. Mà Chúa soi sáng như vậy, thì xin thưa với mọi người là Chúa bảo tôi thế nào tôi nói thế thôi. Ấy lại còn lại cái mái nhà. Mái nhà nữa thì tôi giao cho Chủ tịch Quyết với lại ca đoàn. Khi tôi nói như vậy là có cơ sở để nói. Bởi vì từ xưa đến nay, Giáo xứ Hoàng Nguyên, Bái Đô và Bái Xuyên, bây giờ Cổ Liêu là xứ mới, rất là quảng đại đối với giáo hội. Caritas của Tổng Giáo Phận có chương trình phát cơm miễn phí từ gần một năm nay. Thế mà khi mà các sơ hiền với lại cha Quang đề nghị với một số ông bà anh chị em vẫn đi bán thịt ở Hà Nội, sẵn sàng không có bà cho mỗi một tuần là xen kẽ tuần thì Hoàng Nguyên, tuần Bái Đô, tuần thì Sơn Miêng cho thịt lợn, mà cái bữa cơm phát cho người nghèo ở Bệnh viện Tân Triều, Bệnh viện Ca rất là tuyệt vời. Thứ hai nữa là tòa giám mục mà có cha quản lý đây, cha quản lý đang thư ký đây, mà khi cần mà khả mừng lễ cái gì cứ điện cho mấy anh ở Bái Đô, mà điện cho cha xứ toàn miễn phí, tuyệt vời đấy. Cho nên tôi về đây tôi cũng nói lời cảm ơn về lòng quảng đại. Như thế thì chắc chắn có cơ sở để nghĩ rằng mỗi giáo xứ một tầng là tuyệt vời.
Tôi cũng muốn diễn tả như thế để cảm ơn ông Quyết, chủ tịch xã Tri Thủy, là người có đạo con của Chúa, từ trước tới nay rất là nhiệt tình đối với công việc chung. Năm nay hai ông bà kỷ niệm 25 năm thành hôn, lễ cưới, cho nên tôi nghĩ làm cái mái của nhà ấy kết hợp với ca đoàn là một của lễ dâng lên Chúa. Tuyệt vời. Ở đây có các cha xứ hết của ba giáo xứ rồi. Cha Phaolô Mạnh là xứ Hoàng Nguyên xong rồi. Cha Giuse Thùy là xứ Bái Xuyên ngồi đây. Và cha Giuse Khánh là xứ Bái Đô ngồi đây. Cả ba cha là cứ nói lại với giáo dân những điều ấy. Không nói thêm, nói bớt gì. Còn xứ Cổ Liêu hiện nay chưa có cha xứ, nhưng mà xứ vô cùng tuyệt vời. Tại làm sao là gọi là Cổ Liêu là bởi vì Đức cha Rơ To Liêu đặt cái sinh ra cái giáo họ đấy và đặt tên là Cố Liêu. Và giờ giáo xứ Cổ Liêu được sự ưu ái vô cùng của hai đấng bậc rất đáng kính trong Hội đồng Giám mục Việt Nam là Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt và Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân. Nếu chưa có cha xứ thì tôi sẽ thưa với hai vị ấy để hai vị ấy nói hộ tôi, kết quả chắc mạnh hơn nhiều. Vì thế cho nên là tự nhiên tôi thấy nhẹ người ngay nhé. Còn ở bên nội thất thì không, các bà đừng lo, nội thất thì có cha tổng quản lý rồi. Nội thất bên trong, bàn ghế, tủ kệ, rồi các thứ ấy là có cha tổng quản lý lo. Bốn giáo xứ chỉ giúp cho tôi được bốn tầng như thế là xong, rất là ngon lành. Tôi muốn nói điều ấy để trân trọng tấm lòng quảng đại của quý cha, của quý ông bà và anh chị em. Làm việc nhà Chúa, làm việc giáo hội, nếu mà cứ lo sợ từ ban đầu, không chưa có tiền không dám làm, không bao giờ xây được nhà thờ. Ví dụ như nhà thờ Hoàng Nguyên hồi cha thuyết xây này, ban đầu đâu có bao nhiêu đâu mà phải giải tỏa rất là nhiều hộ dân ở cuối nhà thờ, mà bây giờ chúng ta có ngôi nhà thờ khang trang tuyệt vời. Vì thế cho nên là chúng ta vừa cầu xin Chúa, và tôi tin vào lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Có nhiều giáo họ thuộc ba giáo xứ này bây giờ đấy, là ngày xưa đến đây quy tụ lại với nhau để làm ruộng cho chủng viện, gọi là trại, gọi là ấp, mà bây giờ là trở thành giáo họ và giáo xứ. Để chúng ta thấy là đây là mối gắn bó giữa chủng viện, tiểu chủng viện của chúng ta đối với lịch sử của phát triển của khu vực chúng ta. Một lần nữa tôi xin cảm ơn quý cha, cảm ơn quý thầy, quý sơ, cảm ơn quý vị ân nhân và cảm ơn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, cảm ơn ban kèn, ban trống, cảm ơn ca đoàn, toàn hát những bài hát rất là tuyệt vời. Tôi xin Chúa Hải Đồng chúc lành cho chúng ta được sức khỏe, bình an và niềm vui, và kính chúc năm mới 2023 hạnh phúc, mạnh khỏe và thành đạt trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Bàn tay.